Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu được phát sóng vào lúc 19h45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Thanh và gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện Mộng Tường Vi. Ngày hôm nay là những chuyển biến mới về tình cảm của cô gái tên Hồng Anh dành cho chàng trai Nam Phong. Sau khi mà được sự theo đuổi của cả Huy và Nam Phong, thì ông Anh cảm thấy tự ti về bản thân của mình cô quyết định rời thành phố về quê nhưng mà đúng là chạy đâu cho khỏi nắng ông trời lúc nào cũng yêu ái cho một người tốt bụng như hồng anh và cô gái sẽ được tình yêu đền đáp và tình yêu này là của ai dành cho cô nam phong hay là huy đây xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà ngay bây giờ tâm an và kênh chị dậu sẽ gửi tới cho quý vị và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm an bằng cách like chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện ở tập 10. Tác giả Thanh Thanh sẽ gửi tới cho chúng ta câu chuyện Mộng Tường Vi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nam phòng chậm rãi đáp lời, thái độ vô cùng nghiêm túc. Không hiểu sao nghe cách nói chuyện đó của anh, Hồng Anh lại cảm thấy hoang mang. Tôi chỉ thấy mối nguy hiểm nhất là anh thôi, đừng có nhiều lời. Anh bận ấy, thì anh tắt máy đi. Nói đoạn Hồng Anh ngang ngược tắt máy và kết thúc cuộc gọi. Cô bật dậy khỏi giường, khẽ vươn vài mấy cái, đi đến bên cửa sổ để tận hưởng ánh nắng đang tràn ngập vào phòng. Nhìn trước nhìn sau Hồng Anh thầm nghĩ, nơi này thực sự rất đẹp. Nhưng không thể nào sánh được Sự sang trọng giống như căn phòng rộng lớn Trong căn biệt thự xa hoa của Nam Phong Có so sánh như thế nào Cũng có chút khập khiễng Bỏ vào trong đi làm vệ sinh cá nhân Lát sau quay ra Cô xem điện thoại và thấy hai cuộc gọi nữa Là số của mẹ Hồng Anh bỗng ngồi thần mặt Từ ngày bước chân vào cuộc sống xa hoa của vũ trường Người mà cô không có can đảm Mỗi khi nói chuyện nhất Chính là mẹ Cô cảm thấy có lỗi với bà ăn năn và dai dứt về những việc mà bản thân cô đang làm. Chợt nhớ ra cả tuần nay vì đau đớn thể xác và không ngừng đấu tranh tâm lý về những người đàn ông xung quanh mình, Hồng Anh chưa một lần gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Tay cầm điện thoại, Hồng Anh đắn đo mãi, sau cùng cô nhấn nút gọi đi. Cuộc gọi được kết nối sau hai hồi chuông. Hồng Anh, làm cái gì mà mẹ gọi con không nghe máy? giọng của bà thắm chiều mến vọng trong điện thoại dạ con mệt quá nên ngủ quên bây giờ mới dậy mẹ đang làm gì thế ạ à? mẹ vừa mới đi làm về đang ghé qua nhà ông bà ngoại chơi bận công việc quá à lâu nay không qua thăm bà đợt này sức khỏe của bà kém lắm con ạ à. hôm nào con rảnh bớt chút thời gian công việc về mà thăm ông bà nghe mẹ nói như vậy hồng anh xúc động rưng rưng nước mắt ông bà ngoại đã từ lâu cô chưa gặp họ mẹ à ông bà có bệnh gì ạ à? sức khỏe của ông bà thế nào bệnh tuổi già thì nhiều mẹ nói như vậy để cho con nhớ tới ông bà bận rộn thế nào ấy lâu lâu con phải nghĩ tới gia đình con xin lỗi đúng là dạo này con bận quá mẹ hiểu con vì chuyện của bố mà phải đảm nhận thêm một gánh nặng trên vai mẹ cũng không trách gì con chỉ muốn nói với con về tình hình sức khỏe của ông bà nếu tranh thủ được ấy thì thi thoảng ghé về thăm gia đình Vâng, con nhớ rồi. Con sẽ thu xếp về sớm. Mẹ có khỏe không ạ? À? Mẹ khỏe, vẫn đi làm đều đều. Thế đã ăn gì chưa? Dạ con chưa, lát con ăn. Thảo Nhi có thường xuyên gọi điện về cho mẹ không ạ? À? Nó gọi suốt, chỉ có chị là bỏ lơ mẹ thôi. Con xin lỗi. Thôi, mẹ đùa đấy. Ăn uống đi, để bụng đói không tốt đâu con ạ. À? Dạ vâng ngồi bên sofa hồi lâu hồng anh bần thần suy tính một số việc chợt nhớ ra đêm qua chạy vội ra khỏi nhà cô không mang theo túi sách chỉ có chiếc điện thoại để liên lạc bước đến cửa phòng hồng anh thử vặn chốt cửa thật là may mắn nam phong không nhốt cô ở trong xuống dưới sảnh khách sạn tùy ý vẫy một chiếc taxi và ngồi vào hồng anh nhẹ nhàng hỏi anh tài xế em không có tiền mặt em có thể chuyển khoản được không được chứ thế em muốn đi đâu Dạ cho em về 145 Nguyễn Công Chứ Chiếc xe chậm rãi lăn bánh Ngồi bên ghế lái Cô lo sợ có người đi theo mình Nên quay ngang quay dọc Nhìn trước nhìn sau Có lẽ do xem phim ngôn tình quá nhiều Cô này sinh ảo tưởng rằng Nam phòng nhốt cô và cho người theo dõi cô từ xa Rất may là không giống như những gì mà cô tưởng tượng Cả đoạn đường không hề có người nào theo dõi cô Thở phào nhẹ nhõm Hồng Anh cúi đầu cảm ơn anh tài xế và lặng lẽ đi vào sân nhà trọ vừa bước chân đến cầu thang bóng dáng bà nga từ bên nhà từ từ xuất hiện hồng anh lễ phép dạ cháu chào bác nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hồng anh đoán rằng cô nàng đi cả đêm không về ánh mắt của bà nga lộ rõ vẻ khinh miệt cháu đi đâu làm gì cũng nên có ý thức giữ gìn tài sản cá nhân và tài sản chung thần con gái đi thuê trọ ra khỏi nhà nhớ khóa cửa phòng cẩn thận cũng nên khóa cổng chứ. Cũng may trộm nó đột nhập vào, giữa đêm. Ai cũng say ngủ thì sao? Mất đồ đạc gì đó, lại gây nghi ngờ, hoang mang cho người khác. Nghe bà Nga nói như vậy, Hồng Anh liền nhớ tới chuyện đêm qua. Bởi vì Huy xuất hiện bất ngờ, nên cô bò chạy ra ngoài giữa lúc đêm vắng, nên quên đóng cửa phòng. Ra đến cổng thì lại gặp Nam Phong. Đến cổng, cô cũng quên khóa, vì mải chạy trốn Huy. Dạ, cháu xin lỗi bác, Cháu vô ý Lần sau cháu chú ý hơn ạ à? Bà Nga quan sát Hồng Anh thật lâu Cô gái này thực sự là rất xinh đẹp Nhưng tối ngày lại cứ lang thang Cũng chả tốt đẹp gì Bình thường bà Nga không để tâm đến cô nàng làm gì đâu Nhưng dạo này thấy con trai của mình Tâm trí ngẩn ngơ Đêm ngày thập thò xuống khu trọ Để tiếp cận Hồng Anh Nên bà Nga cảm thấy ghét Huy con trai của bà Đẹp trai có học thức Tương lai rộng mở không thể nào để cho cô nàng lẳng lơ hư hỏng như thế này quyến rũ đêm qua bác không ngủ được nên kịp thời đóng cổng và đóng cửa phòng giúp cháu rồi đấy cháu lên kiểm tra xem có mất mát cái gì không dẫu không ưa gì hồng anh nhưng cũng không có lý do gì để cho bà nga gây chuyện nên ngoài mặt bà vẫn tỏ ra bình thản một cách khách quan cháu cảm ơn bác ạ à. trong đầu còn những dự định chưa hoàn thành nghiêng đầu lễ phép chào bà Nga. Hồng Anh chạy vội lên tầng 2 và mở cửa phòng. Nơi này an ninh khá tốt, hơn nữa cô cũng chả có tài sản gì quý giá. Bước vào phòng cô tìm kiếm túi sách, một vali nhỏ và gấp vội mấy bộ đồ đơn giản. Nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi, cô muốn đón xe về quê thăm ông bà ngoại và gia đình một chuyến. Những lúc tầm tư dối bời, cô nghĩ mình nên tìm đến bến đỗ bình yên, đó chính là gia đình. Gấp quần áo xong xuôi, cô mở tủ và chọn cho mình chiếc áo sơ mi tối màu, quần jean cách tân và đôi giày đế bệt để diện về quê. Vừa thay quần áo xong thì cửa phòng có tiếng gõ. Ai vậy à? Là anh đây. Huy nói giọng buồn buồn, Hồng Anh cũng thấy lòng mình trùng xuống. Chuyện đêm qua, tới tận bây giờ cô vẫn cảm thấy có lỗi với Huy. Huy tìm Hồng Anh có việc gì? Em mở cửa ra đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Bây giờ là ban ngày Nên cô không thấy sợ giống như đêm qua Với cả cô nghĩ rằng Có lẽ chứng kiến câu chuyện đêm qua cô đi cùng với Nam Phong Có lẽ Huy cũng đã từ bỏ Những suy nghĩ thích cô Suy luận như vậy Nên Hồng Anh đáp ngay Cửa không khóa Huy cứ vào Được sự đồng ý của cô Huy đẩy cửa bước vào Vừa nhìn thấy cậu Hồng Anh chợt ngỡ ngàng Dường như đêm qua Huy không ngủ Hài hốc mắt trũng sâu Có thẩm quân dáng vẻ thì mệt mỏi, thiếu sức sống. Nhìn Huy, Hồng Anh cảm thấy có lỗi. Thấy Hồng Anh ăn vận gọn gàng, lại lấy cả vali quần áo. Huy tưởng rằng cô nàng vì chuyện tối qua mà giận cậu, có ý định chuyển trò nên vội vàng lên tiếng. Hồng Anh, em định chuyển đi đâu? Nếu như vì hành động lỗ mãng của anh khiến cho em lo sợ, em cho anh xin lỗi. Anh hứa, anh không lặp lại chuyện tương tự. Anh hứa. Lời xin lỗi của Huy lại khiến cho hồng anh cảm thấy đau lòng rõ ràng cô mới là người có lỗi cậu ấy lại là người hiểu chuyện hồng anh mới là người có lỗi nhận của hồng anh một lời xin lỗi có được không không đúng là anh sai anh không nên có thái độ và hành vi thiếu chuẩn mực như vậy với em là anh không tốt anh lại khiến cho em lo sợ anh đảm bảo rằng sẽ không để những chuyện tương tự như vậy tái diễn thêm bởi vậy em đừng chuyển đi nơi khác có được không Hồng Anh không chuyển đi đâu cả Vậy những đồ đạc này là gì chứ Hồng Anh về thăm nhà Không giống như Huy đang nghĩ đâu Có thật không Thật mà Sắp sửa đến giờ xe chạy Hồng Anh phải đi đây Vậy khi nào em lên Chiều mai hoặc sáng ngày kia Đừng quên lịch phỏng vấn Vào sáng thứ hai tuần sau nhé Hồng Anh biết rồi Hay anh đưa em ra bến xe Có được không Không cần đâu hồng anh ra đầu cổng gọi taxi được rồi trời nắng huy nghỉ ngơi đi đêm qua không ngủ à ừ anh anh không ngủ được hồng anh xin lỗi không gian bỗng trở nên ngượng ngùng và khó nói từ trên nhà bà nga cất lời chu chéo huy huy đâu rồi về nhà mẹ nhờ chút việc dạ vâng huy đáp lời mẹ và nhìn hồng anh với dáng vẻ tiếc nuối em về quê vui vẻ cho anh gửi lời hỏi thăm gia đình và mọi người ở dưới quê. Cảm ơn Huy, về nhà đi, kẻo ba gái phải chờ. Ừ. Huy đi khuất, Hồng Anh đeo túi sách kéo vali, nhanh chóng khóa cửa phòng và bỏ xuống dưới. Giữa trưa nắng, cô Lây hoài đi đón xe với tâm trạng như đang chạy trốn mọi thứ ở nơi này. Thật sự bế tắc và mệt mỏi. Xe vắng người trên quốc lộ rộng lớn, chiếc xe lầm lũi đi dưới ánh nắng gai gắt ôm chiếc bụng đói. Hồng Anh tựa đầu vào ghế xe và mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Hồng Anh giật mình mở mắt ra. Xe đã chạy về đến gần phố huyện, cô lười biếng nhúc nhích. Lát sau cuộc gọi báo nhớ, Hồng Anh mới lục lọi túi sách và kiểm tra nhật ký. Nam Phong gọi, nhìn tên người, Hồng Anh cảm thấy chán ghét. Không thấy Hồng Anh nghe máy, Nam Phong kiên nhẫn gọi thêm lần thứ hai biết không thể tránh được phiền phức từ người đàn ông này, Hồng Anh miễn cưỡng nghe máy. Tại sao em không nghe lời tôi? Bây giờ em đang ở đâu? Kết thúc cuộc họp tại văn phòng tổng công ty, Nam Phong vội vã trở về phòng khách sạn, nhưng Hồng Anh không còn ở đó. Nam Phong nói vào trong điện thoại, giống như đang tra khảo cô. Tôi về rồi, anh tìm tôi có việc gì? Tại sao em lại bướng bỉnh như thế chứ? Thế tại sao tôi phải nghe lời của anh? Anh là bố của tôi à? Hay anh là ông nội của tôi Hay là anh đang ấp ủ cái suy nghĩ viền vong rằng Anh là chồng của tôi Em muốn kiểm soát tôi một cách vô lý như vậy à Là ông nội hay bố của em Tôi tuyệt nhiên không bao giờ có suy nghĩ đó Nhưng mà Nếu như số mệnh an bài Cuộc đời này được làm người đàn ông của em Là chồng của em Thì tôi nguyện ý Hồng Anh nghe xong bĩu môi đáp Với thái độ cong cớn <laughs> Anh bớt diễn đi Tôi cảm thấy mắc ói thật sự không thể nào tiêu hóa được cái thái độ giả tạo của anh em đừng cười nhạo khi mà tôi đang rất nghiêm túc nam phòng tôi đây chuyện gì cũng có thể làm đặc biệt là chưa bao giờ biết đùa cợt trong chuyện tình cảm bởi vậy em nên chú ý lời nói cũng như thái độ của mình vậy sao vậy em muốn tôi phải làm gì tôi muốn từ nay về sau anh đừng xuất hiện cũng như đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa tôi rất mệt mỏi tôi chán ghét sự kiểm soát vô lý này tôi không kiểm soát em là tôi lo lắng và muốn bảo vệ cho em đừng hiểu sai ý tốt của người khác chứ ở bên anh ấy tôi cảm thấy không được an toàn em nói như vậy là sao là có ý gì ngoài yêu thương em tôi chưa bao giờ có suy nghĩ làm tổn thương em dù chỉ là một sợi tóc hồng anh cảm thấy nam phong rất lạ ngày hôm nay thái độ cũng như cách nói chuyện của anh ta khác hẳn với ngày thường những lời lẽ đó thật sự là bộc phát từ khuôn miệng đẹp đẽ của người đàn ông đó sao tại sao em không nói gì tôi đang nghe em nói cơ mà tôi không muốn nói chuyện với anh em đang ở đâu tôi nghe thấy tiếng gió và động cơ ô tô tôi đi đâu ấy liên quan gì đến anh chứ em nói cho tôi biết bởi vì tôi đang rất lo lắng cho em chuyện của tôi không đáng để cho anh quan tâm đâu nói xong hồng anh chủ động tắt máy tránh gây phiền phức cô nhanh tay bật chế độ máy bay để nam phong không thể làm phiền cô thêm được nữa đứng bên khung cửa sổ trong phòng nghỉ của khách sạn đang nói chuyện bỗng cuộc gọi bị kết thúc đột ngột nam phong cảm thấy bực bội với thái độ này của hồng anh kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa nhưng mà từ trong điện thoại lại vọng đến câu nói chán ngắt thùy bảo quý khách vừa gọi chuyện gì xảy ra thế này tại sao nàng ấy lại bướng bỉnh đến mức này chứ Bàn tay vo tròn thành nắm đấm, ánh mắt lộ rõ vẻ cáu giận. Nam Phong nhíu mày, với tính cách của Hồng Anh, có lẽ cô nàng bây giờ đang có mặt ở khu nhà trọ. Suy luận như vậy, và Nam Phong nhanh chóng rời khỏi khách sạn, lái xe như bay trên đường, tâm trạng của anh đang cực kỳ hỗn loạn. Mỗi phút giây trôi qua đều khiến cho anh lo lắng cho Hồng Anh. Vậy mà những gì anh nhận được chỉ là sự thờ ơ và lạnh lùng của cô. Chiếc xe thể thao dừng trước cổng nhà trọ. cổng khóa kín mít, giữa trưa nắng, bên trong không thấy một bóng người đi lại, có lẽ mọi người đang ngủ chưa. Gọi điện cho Hồng anh không được, nằm phòng bực bội tới phát điên. Mở cửa xe bước xuống, anh đi đi lại lại trước cổng nhà. Hết cách, anh đánh bảo nhấn chuông cổng. Những ngón tay không ngừng nhấn lên nút báo động, không cần biết người bên trong đó đang ngủ hay thức, hay thậm chí là hành động này có làm phiền gì tới họ hay không nghe sự ồn ào không ngừng ấy bà nga lật đật từ phòng ngủ bước ra thấy trước cổng là một người đàn ông dáng hình cao lớn đứng bên cạnh một chiếc xe đắt tiền bà nga tò mò bước ra xem thử trời nắng không mũ nón che chắn bà giơ bàn tay đeo nhẫn đủ năm ngón lên đỉnh đầu để che nắng nhưng mà hành động đó cực kỳ vô nghĩa nắng vẫn không bỏ sót màng da thịt nào trên khuôn mặt của người đàn bà này khẽ nhào mắt bà nga mở cổng và cất lời tò mò Cậu nhấn chuông một lần là tôi biết rồi. Có nhất thiết phải ồn ào như vậy không? Thế cậu tới đây tìm ai? Nhìn dáng hình mỗ mĩm của bà Nga, thêm tuổi tác cũng cao. Nằm phòng đoán rất có thể, người đàn bà này là chủ trọ cho thuê nhà. Nghĩ vậy anh điềm đạm và nói. Cháu muốn gặp Hồng Anh, phiền bác cho cháu vào bên trong một lát à? Hồng Anh ư? Nghe tên gọi ấy phát ra từ cái miệng xinh xắn của cậu thanh niên này trong lòng bà nga bỗng nảy sinh một cảm giác ghen ghét đứa con gái lẳng lơ đó cũng biết cách rũ rỗ đàn ông nhỉ muốn gặp nó sao không chủ động liên lạc qua điện thoại cho nó cậu có biết bấm chuông như vậy rất là mất lịch sự hay không nhìn thái độ cong cớn của bà nga nam phong cũng không chịu kém cạnh nếu như liên hệ được bằng điện thoại thì cháu không cần phải nhấn chuông đâu ạ à? còn nữa sinh ra cái chuông ấy là đề phòng lúc người ta có việc cần thì người ta nhấn nút báo động. Bác sợ phiền phức như vậy thì tháo bỏ cái chuông này ra. Không muốn phiền phức ấy, thì đừng cho thuê trọ. Sẵn bực bội nên Nam Phong không ngần ngại mà chút giận qua những lời nói với bà Nga. Mặc dù bà ấy chả đắc tội gì với anh cả. Đó không phải là việc của cậu. Bà Nga cũng trừng mắt lên nhìn Nam Phong và gần giọng từng chữ. Phiền bác tránh sang một bên để cháu vào bên trong gặp Hồng Anh. Tôi thấy cậu cũng đẹp trai. Nhìn thoáng Chắc cũng là người thành đạt Người như cậu Tại sao không tìm một ai đó tương xứng với mình Mà lại qua lại Hà cớ gì về theo đuổi Một đứa con gái lẳng lơ như nó Không phải là việc của bác Bác đừng có nhiều lời Bà Nga vốn không ưa Hồng Anh từ trước Nhân cơ hội này Bà muốn lan tỏa sự không ưa ấy Đến với rất nhiều người Nhất là mấy người đẹp trai như Huy Con trai của bà Và cả chàng trai đang đứng trước mặt con bé đó không xứng đáng có được sự quan tâm và theo đuổi của rất nhiều người như vậy nghĩ vậy bà nga nhếch môi lên cười nhạt và nói tiếp đêm qua nó đi cả đêm không về trưa nay về lại tiếp tục đi rồi cậu đừng vào trong làm gì mất công vô ích một đứa con gái tối ngày chỉ biết dính lấy mấy người đàn ông có cái gì hay ho đâu chứ vì bà là phụ nữ nên tôi không muốn động tay động chân nhưng đừng vì vậy mà nói năng tùy tiện không suy nghĩ Bà thận trọng với cái mồm của bà đi Còn nữa Hồng Anh có ở nhà hay không Bà cứ tránh ra để tôi bước vào tôi xem thử Đừng có ở đây mà nói nhảm Cậu có quyền gì mà bước vào nhà của tôi Bà cho thuê trọ Mà lại không cho khách vào nhà Ở đâu có cái lý như vậy chứ Tôi cảm thấy dường như bà rất không ưa cô ấy Bà có thù hàn gì với Hồng Anh có phải không Tôi Tôi thù hàn gì với con bé đấy Chẳng qua tôi thấy thương cho mấy người như cậu nên tôi có lòng nhắc nhở thôi Thương mực cười Cái miệng của bà Dám nói ra những lời lẽ thấp kém như vậy Mà lại tự tin nói ra từ thương Bà không cảm thấy ngượng mồm mà Vào nhà soi gương xem có thấy xấu hổ hay không Tôi với bà không quen không biết Không thân thiết Không phiền bà về thương tôi Mà tôi cũng cảm thấy Bản thân của mình không có diễm phúc Được nhận lòng thương từ bà đâu Tóm lại bây giờ cậu về đi Con bé nó không có nhà tôi không vào trong kiểm tra thì không thể nào xác minh được lời nói của bà là thật hay là nói dối. Cậu muốn thì cậu cứ vào, phòng của nó trên tầng 2. Trưa nay nó về nhà lấy đồ, rồi vội vã về quê rồi. Nằm phòng toàn bước vào trong, nghe câu nói ấy anh chợt sững người. Về quê sao? Hồng Anh vội vàng về quê như vậy là muốn trốn tránh anh? Hay vì có ai đó đã đe dọa hoặc là uy hiếp cô? Nghĩ tới đây, Nam Phong thấy lòng mình cuộn sóng, thực sự tò mò và lo lắng cho cô, tới mức phát điên. Cô gái này nhất định không chịu mở máy, muốn biết giờ này Hồng anh đang ở đâu làm gì, không thể nào liên lạc được. Thật là tức chết đi thôi. Nam Phong không bước vào trong nữa, anh quay người về phía xe riêng, không chào bà Nga lên một tiếng, hậm hực mở cửa xe và ngồi vào trong ghế lái. Bà Nga ánh mắt hình viên đạn, nhìn theo bóng xe thể thao khuất hẳn sau góc cua, Bà mới đóng cổng và lặng lẽ đi vào trong nhà. Đúng là cô nàng ám quẻ, thời gian này toàn xảy ra mấy chuyện bực mình, bà nghĩ bà Nga lại càng thấy tức điên, gương mặt nhăn nhó không sao nở được một nụ cười. Chiếc xe chạy trên đường, Nam Phong thầm nghĩ, nhớ lại địa chỉ quê quán của Hồng Anh, anh cảm thấy thật may mắn vì trước đó, anh đã cho người tìm hiểu thông tin về cô nàng thật kỹ, đó là một vùng quê cách thành phố xinh đẹp này khoảng 60 km về phía nam. Nếu như đi nhanh chỉ khoảng 30 phút, và anh có nên đi một chuyến không nhỉ? Nằm phòng tự hỏi chính mình, chưa đưa ra được quyết định, cuối cùng điện thoại đổ chuông, nhìn tên người gọi, nằm phòng nhíu mày. Có chuyện gì? Nói đi. Dạ thưa anh, tất cả hồ sơ, số liệu bản báo cáo tổng hợp, em chuẩn bị xong cho buổi họp chiều nay, em gửi qua email cho anh rồi. Anh kiểm tra lại xem có chỗ nào không ưng ý, em sửa lại ngay ạ. À? Thật là đau đầu Nghe giọng cô thư ký Nằm phòng chán nản Bàn tay hậm hực đánh lên vô lăng mấy cái Thời gian này họp hành triền miên Anh đến nổi điên mất thôi Công việc thì nhiều Hồng Anh thì bướng bỉnh Anh phải làm sao đây Cuộc họp rất quan trọng Anh là người đứng đầu Và thật sự không thể nào vắng mặt Suy nghĩ hồi lâu Nằm phòng đáp ngay Gửi vào mail cho tôi Lát nữa tôi xem Dạ vâng Hai giờ chiều giữa cái nắng oi ả à của ngày chớm đông, chiếc xe khách dừng trước ngã ba đường. Hồng Anh ủy oải xuống xe. Bên đường có mấy quán nước dựng tạm bỡ, cô sách túi, kéo theo vali, bước vào bên trong. Uống nước gì em? Dạ cho em ly trà đá. Bụng thì đói mèo, từ đêm qua tới giờ cô chưa ăn gì. Người thì mệt lả, ngồi xuống ghế, cô nhăn mặt nói. Sao thế? Sao mặt mũi phờ phạt thế kia? dạ em say xe chị à lâu ngày không đi thấy khó chịu quá đi làm xa về có phải không nhà em ở đoạn nào dạ nhà em ở bên kia cánh đồng chị thấy mấy khu nhà san sát nhau không ừ cũng xa đấy nhưng mà tại sao lại xuống đoạn này em về thăm ông bà ngoại nên đi thẳng đến đây hôm sau em mới về qua nhà đúng là cháu gái hiếu thảo đi xa về là ghé thăm ông bà ngay đây nước của em đây dạ vâng em xin chị làm việc trên thành phố có đúng không nhìn trắng trẻo xinh xắn quá chị quá khen mà quanh đây có xe ôm không chị có chứ anh nhà chị chạy xe ôm luôn giữa trưa đang vắng khách anh ấy đang ngủ một tí em muốn đi đâu ấy để chị gọi anh ấy dậy trở đi dạ vâng em ngồi thêm một lát cho đỡ mệt đường dài khát nước chóng mặt quá chị ạ à. nhìn lên mấy tủ đồ bày biện mấy loại bánh kẹo sơ xài hồng anh ngắm nghía mãi cuối cùng Chọn được hai hộp bánh Để làm quà cho ông bà Lúc ở trên thành phố vì đi vội Nên cô quên không mua được gì Bánh kẹo ở đây có chút giản gì Nhưng nếu như về tay không Lại ngại với ông bà Chị ơi chị gọi anh dậy được không Em muốn đi ngay bây giờ Được chứ chờ chị một tí nhé Đội mũ bảo hiểm ngồi sau xe Chồng chị hàng nước Thi thoảng Hồng Anh dơ tay lên phía trước chỉ đường Nhà ông bà ngoài cô ở khá xa Hai ông bà sống trong căn nhà lá nằm biệt lập giữa rừng cây rộng lớn băng qua cánh đồng với những gốc dạ xác sơ ngả nghiêng theo cơn gió đầu đông lạnh giá xe đi qua cổng làng đơn sơ đi thêm một quãng nữa thì đến nhà ông bà ngoại hồng anh gửi tiền xe không quên nói lời cảm ơn rồi vội vã đi vào trong sân không gian yên lặng từ xa vọng lại âm thanh líu lo của tiếng chim hót thấy bóng dáng quen thuộc của hồng anh dù đã lâu không đến nhưng chú cún có màu lông đen mượt đang nằm ở gốc cây hoa sữa, đứng dựng dậy và quẫy đuôi mừng quính cô chủ nhỏ. Chơi đùa với cún con một lát, Hồng Anh kéo vali và xách túi bước vào trong nhà. Bà ơi! Bà ngoại tuổi cao, mắt cũng kém, nghe tiếng người gọi, vội vàng ngồi dậy và đáp ngay. Ai đấy? Bà đang ngủ à bà? Con là Hồng Anh à? Hồng Anh đi à? Con về từ bao giờ? Bà ngoại mừng rỡ vút gọn mái tóc lưa thưa đã bạc trắng và dò dẫm từ bên trong bước ra. Đúng lúc Hồng Anh cũng kịp tháo đôi giày và xách đồ đạc vào bên trong nhà. Con đón xe từ trưa, xe về đến huyện là con ghé thăm ông bà. Ông ơi, Hồng Anh nó ở thành phố về chơi, ông dậy đi. Bà ngoại đi đến bên phản gỗ, vừa lay lay vào vai, bà vừa cất lời. Ông ngoại đang ngủ bị giật mình nên đáp lời hỏi vu vơ. Sao? Đứa nào về? Cái Hồng Anh chưa ai? Ông dậy nói chuyện với cháu. Ờ, Hồng Anh hả? À? Ông nhớ ra rồi. Mày tóc ông ngoại bạc trắng, lâu ngày chưa về thăm quê. Hồng Anh thấy ông gầy đi, màu da cũng xấu hơn trước rất nhiều. Hồng Anh chạy đến bên phản và ôm chầm lấy ông, nũng nịu gọi tên. Ông ngoại, con là Hồng Anh đây. Ông có nhớ con không ạ? À? Hồng Anh về đây à? Ông nhớ chứ. Con bé này, từ ngày đi học đi làm là không ghé về thăm ông bà. Thế đi đường có mệt không? Dạ, con không mệt đâu ạ. À? Gặp lại ông bà, Hồng Anh vui vẻ quá, nên cũng quên hết mệt mỏi. Đợt này được nghỉ có lâu không con? Khi nào con lại trở lại thành phố? Chiều mai con đi. Ông bà ơi, đêm nay con ngủ lại đây. Sáng mai con về bên nhà con, thăm mẹ con à? Sao vừa về ngày mai đã vội đi? Không xin nghỉ vài ngày. Đi xa như vậy, mệt mỏi con có chịu được không con cũng muốn nghỉ thêm vài ngày nhưng sáng thứ hai con có lịch hẹn phỏng vấn nên con không ở nhà được hẹn dịp khác con nghỉ lâu hơn con lại về thăm ông bà ông chỉ lo con đi đường xa liên tục như vậy lại không chịu được thôi dạ sáng nay mẹ con đến chơi với ông bà có đúng không ạ ừ sáng nay mẹ thắm có ghé qua đây từ ngày bố con mất mẹ con suy nhược đi nhiều lắm Tóc bạc gần bằng bà rồi, gầy lắm. Nếu như con rảnh, con nêu dành nhiều thời gian, về mà thăm mẹ của con. Vừa nói bà ngoại vừa khóc vì thương cô con gái. Hồng Anh đến bên vào ôm lấy bà, không giấu được xúc động, cô òa khóc. Bà đừng khóc, bà thấy trong người thế nào? Mẹ con nói bà bị ốm, nên con tức tốc đón xe về, thăm bà ngay đi ạ. À? Mẹ thắm con lại nói linh tinh, bà không có bệnh gì lâu lâu nhớ con thương cháu một chút bệnh tật gì mà mẹ nó cứ nói quá lên xoa đầu hồng anh bà ngoại mỉm cười và đáp con không tin đâu bà đừng có nói dối con thấy ông bà cũng gầy đi nhiều bà bà vậy thật khỏe mạnh mỗi khi rảnh rỗi con lại về thăm ông bà thường xuyên lớn rồi mà cứ như trẻ con bà thấy con cũng gầy công việc áp lực lắm à con gái bây giờ ăn uống phải giữ dáng bà ơi nếu không mặc đồ sẽ rất xấu à Ôi xảo vẽ chuyện Mỗm mỹ một chút nhưng khỏe mạnh là được Lúc nào cũng thích eo nhỏ tí Giống mấy cô người mẫu trên TV à Con thích như thế mà Thì Thảo Nhi Nó có về không Dạ không Em nó bận học Sắp tới thi học phần Nên là bận lắm à Với cả nó ngang bướng Vừa đi học rồi lại con xin làm gia sư Con mắng mấy lần Mà có được đâu ạ à? Con bé đúng là chịu khó. Nó còn bé mà biết nghĩ cho gia đình. Mấy lần về thăm nhà, bà cho tiền đi đường mà nó có lấy đâu. Nó nói nó tự lập. Được hai chị em đứa nào cũng bướng như nhau. Con ngoan mà, con đâu có bướng đâu bà. Chỉ rất bướng mà thôi. Bà ngoại vuốt má Hồng Anh có vẻ cưng nựng, ở bên ông bà, cô thấy lòng mình thanh thản, tâm tư thoải mái hẳn ra. Đúng là không tìm đâu được cảm giác bình yên khi quay quần bên những người thân yêu của mình. Kết thúc cuộc họp căng thẳng, khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, nhìn ra ngoài kia màn đêm đã bao bọc bốn phía, nằm phòng mệt mỏi nới lòng cà vạt, thi thoảng đưa hai tay lên thái dương và xoa bóp nhẹ nhàng. Những số liệu thống kê ngày hôm nay thực sự khiến cho não bộ của anh muốn nổ tung. Rời khỏi phòng làm việc, Nam Phong đi về thang máy, và bước xuống đại sảnh của công ty. Gió lớn thổi đến từng cơn, trời chờ rét. Cái giá lạnh của ngày đầu đông khiến lòng người thắt lại. Thèm hơi ấm, thèm cảm giác được kể vai ôm ấp. Bước về hướng ô tô, Nam Phong lặng lẽ ngồi vào, mở bản đồ lên. Trong đầu của anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nhất định phải tìm cho được cô nàng có tên là Hồng Anh. Chiếc xe thể thao gào rú trên xa lộ băng qua đường một chiều và hướng về ngoại thành. Vận tốc của bánh xe không hề thay đổi. Nắm chắc tay lái, ánh mắt cương nghị. Nam Phong nôn nóng muốn được gặp Hồng Anh ngay lập tức. Qua địa phận thành phố, với mật độ dân cư đông đúc, chiếc xe thể thao di chuyển tới vùng quê. Đường xá vắng bóng người qua lại. Nhìn thông báo trên màn hình, Nam Phong mỉm cười khi biết giờ đây mình đang ở rất gần Hồng Anh. Xe dừng trước tiểu khu trong thị trấn, theo địa chỉ đã tìm hiểu từ trước nam phong ghé vào quán nước ven đường và hỏi thăm xin hỏi từ đây đến địa điểm này phải đi theo hướng nào ạ à? là người nơi khác đến chưa thông thuộc địa hình thêm nữa đường làng quê lắt léo nhiều ngõ ngách sợ bị lạc đường nên nam phong phải cẩn thận hỏi thăm cậu đi hết cung đường này sẽ qua ngã tư đầu làng đi vào con đường có nhà thờ lớn nằm ngay bên đường kia kìa đến đấy lại hỏi thêm tôi chỉ biết có như vậy thôi Vâng, cảm ơn chị." Nam Phong mỉm cười đáp lễ rồi nhanh chóng ngồi vào xe, bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng lúc trước, lúc này đều nhường chỗ cho tâm trạng háo hức, hồi hộp được gặp lại Hồng Anh. Đi theo chỉ dẫn, Nam Phong tìm đến một ngôi nhà thờ của đạo Thiên Chúa, anh xuống xe và tiếp tục hỏi thăm người đi đường. "Dạ thưa bác, phiền bác cho cháu hỏi, nhà bác thắm có cô con gái tên Hồng Anh ở khu nào ạ?" "À, à Hỏi thăm nhà thắm tâm có phải không? Dạ vâng đúng ạ. À? Thế thì cậu đi hết đoạn kia. Rẽ tay phải chừng 300 mét là đến. Nhà bà thắm có dàn hoa giấy trước cổng. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Nằm phòng phấn khích ngồi vào xe riêng. Đến ngã rẽ thì xe không thể nào đi tiếp được nữa. Vì sự cồng cành của chiếc xe thể thao. Và cũng bởi vì con hẻm này rất nhỏ. Mở cửa xe bước xuống. Anh xài từng bước thật dài. Hàm hở đi lên phía trước ánh mắt không ngừng quan sát và tìm kiếm ngôi nhà có giàn hoa giấy như người kia miêu tả ở quê những ngôi nhà cách nhau một khoảng nhất định trời tối không có đèn đường nên nam phong tìm kiếm rất khó khăn và rồi mắt của anh như sáng lên khi phát hiện ra căn nhà hai tầng cũ kỹ phía trước có giàn hoa giấy rộng ngập cổng nhà chỉ khép hờ không khóa nhìn vào bên trong thấy có ánh sáng đèn trái tim trong ngực đập loạn xạ nam phong thầm nghĩ người con gái ấy được sinh ra tại miền quê yên bình đến như thế này sao đang phần vần không biết nên làm gì tiếp theo thì từ phía sau vọng đến một giọng nói cậu tìm ai làm cái gì mà thập thò trước cổng nhà tôi thế này là bà thắm đang đấu giờ bữa tối nhưng nhà hết dầu ăn bà tranh thủ chạy ra tạp hóa gần nhà để mua đúng lúc về thì thấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở cổng dáng hình cao lớn thêm nữa là cách ăn mặc rất sang trọng Nghĩ tới chuyện ông Tâm trước đây, thời gian đầu sau khi ông ấy mất, ngày nào cũng có một nhóm người đến trước cổng đe dọa để đòi tiền bồi thường. Liệu người đàn ông này có phải... Bà thắm nghĩ tới đó, chân tay run rẩy vì nỗi sợ hãi vừa mới tưởng tượng ra. Tất cả mọi khoản bồi thường, con gái lớn Hồng Anh gửi tiền về, bà đã thanh toán đầy đủ. Họ còn xuất hiện ở đây, có mục đích gì chứ? Dạ, cháu chào bác. Thế cậu cậu tìm ai dạ cho cháu hỏi thăm đây có phải là nhà bác thắm không ạ à? vâng đúng rồi nhà tôi dạ cháu là bạn của hồng anh bác cho cháu hỏi cô ấy có nhà không ạ à? bạn bạn của con gái tôi bà thắm cảm thấy nghi hoặc con gái của bà từ lâu theo học và làm việc xa nhà chưa có khi nào thấy bạn trai đến nhà hỏi thăm thậm chí lâu rồi con bé còn chưa về nhà lời của người đàn ông này liệu có đáng tin dạ vâng cháu ở trên thành phố mới về đây hồng anh nó đi làm nó có nhà đâu cậu cậu có nhầm lẫn gì không bà thắm vẫn giữ thái độ đề phòng với vị khách lạ mặt này cháu không liên lạc được với cô ấy chỉ nghe hồng anh nói rằng hôm nay về quê cháu đi công tác qua đây nhân tiện ghé thăm nhà mình luôn nhìn nam phong không giống kiểu lừa đảo nên bà thắm thấy có thiện cảm bước đầu hồng anh về quê mà không nói gì với mẹ một tiếng sáng nay bác vừa gọi điện cho nó nhưng mà nó có nói gì đâu dạ thưa bác cháu không phải người xấu đâu cháu là bạn của hồng anh thật bác cho cháu vào nhà có được không ạ à? tôi không nói dối cậu hồng anh thật sự nó không có nhà nhưng rồi bà thắm chợt nhớ ra câu chuyện lúc sáng vì nhớ con gái và cũng vì muốn hồng anh giữ chọn được lòng hiếu thảo với ông bà nên bà thắm nói ông bà ngoại bị mệt có khi nào cậu để tôi gọi cho con bé xem sao Dạ vâng, bác gọi thử cho cô ấy xem thế nào Chứ hôm nay cháu gọi cho cô ấy Mà không liên lạc được Lấy điện thoại từ trong túi áo Bà Thắm chậm rãi nhấn số gọi đi Nam Phong nhìn vào đó cũng cảm thấy hồi hộp Thật không ngờ cuộc gọi kết nối được Hóa ra cô nàng Không bướng bình được mãi Dạ con nghe đây mẹ Ăn cơm chưa con Con đang làm gì Dạ con ăn rồi Mẹ ăn chưa à Ở bên cạnh lúc này Bà ngoại nói vọng vào Hồng Anh nó về thăm ông bà ngoại đây này Thắm ơi Bà Thắm giật mình Quả nhiên Hồng Anh về quê Đúng như lời vị khách này nói Nam phòng nghe như vậy liền mừng rỡ Chuyến này anh đi Cuối cùng cũng có kết quả Sao con về quê Không nói với mẹ một câu Con về từ bao giờ Lúc sáng mẹ gọi điện cho con Con nổi hứng về quê luôn Sợ mẹ đi làm Con định để tối mới gọi Lâu không về Tranh thủ con ghé qua thăm ông bà ngoại trước Sáng mai con về qua nhà mình à? Bà Thắm nhìn Nam Phong ngập ngừng định nói thêm gì đó, nhưng anh ra hiệu cho bà giữ im lặng. Ừ, thê ở bên đấy, tâm sự cho ông bà vui. Sáng mai về qua nhà với mẹ. Dạ vâng, con biết rồi. Con chào mẹ. Cuộc gọi kết thúc, Nam Phong lúc này tò mò. Dạ, thưa bác, địa chỉ nhà ông bà ngoại ở đâu? Bác có thể cho cháu biết được không ạ? À? Cậu đến đó làm gì? Dạ chuyện của công ty Cháu muốn trao đổi với Hồng Anh một số tài liệu quan trọng Để chuẩn bị cho cuộc họp sáng ngày mai Cháu phải về công ty gấp Nên muốn gặp trực tiếp cô ấy Nam Phong nói dối không chớp mắt Nhìn Phong Thái và vẻ bề ngoài chìm chu Bà thắm không chút do dự Mà cho địa chỉ Vì nghe Hồng Anh nói cô xin được vào một công ty lớn Sợ ảnh hưởng đến công việc Nên bà thắm lại tin lời nói của Nam Phong Hồng Anh ơi Bà nấu nước lá cho con rồi đấy Tắm rửa một chút rồi đi nghỉ ngơi, đêm xuống trời lạnh lắm." Bà ngoại đi từ dưới bếp lên, dịu dàng nói với Hồng Anh, ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh tủ sách cũ, Hồng Anh cầm tờ báo chậm rãi đọc từng chữ cho ông ngoại nghe về một vụ án giết người cướp của. Ông ngoại đã ngoài 80, thính giác không được tốt, nên Hồng Anh phải đọc thật chậm thì ông mới hiểu được. "Dạ vâng, lát con tắm ạ." À? Hồng Anh không rời mắt khỏi tờ báo và đáp lại lời bà ngoại. Ông ngoại lúc này cũng nhắc nhở. Con đi tắm đi, nghe lời bà, ở đây gần đồi núi, đêm xuống thời tiết rất lạnh, lát nữa tắm xong thì vào đây đọc cho ông nghe cũng được. Dạ vâng, vậy con đi tắm trước, ông đợi con ạ. À? Căn nhà nhỏ chỉ có hai ông bà già, hôm nay có Hồng Anh về chơi nên không khí gia đình ấm cúng hơn hẳn. Hồng Anh đi xuống nhà dưới, vẫn giống như nhà trên, căn nhà nhỏ này được dựng bằng gỗ lâu năm, ngăn thành ba vách bằng nhau. Bên ngoài cùng là gian bếp, bà ngoại nấu ăn ở đó. Gian giữa kia một bộ bàn ghế, một chiếc giường nhỏ. Thì thoảng ông không ngủ được, sẽ nằm xuống đó và nghe nhạc. Gian trong cùng là nơi để tắm rửa, làm vệ sinh chung. Đặt giữa phòng là một thau nước bằng gỗ rất lớn, khói trắng bốc lên nghi ngút. Bước vào phòng, Hồng Anh cảm nhận được hơm thơm nhẹ nhàng của các loại lá cây. Lần nào cũng vậy, mỗi khi về đây, bà ngoại luôn chu đáo chuẩn bị một thau nước tắm cầu kỳ, cho các cô cháu gái. Hồng Anh treo quần áo lên mắt, lần lượt cởi bỏ trang phục trên người mình xuống và thư thái ngồi vào thau nước lớn. Nước ấm và hương thơm nhẹ nhàng khiến cho cô thấy tâm hồn dễ chịu thật sự. Những cánh hoa hồng bồng bềnh trôi trên mặt nước. Hồng Anh mơ màng nhắm mắt. Khoảnh khắc ấy khiến cô bỗng nhớ lại câu chuyện lúc trước. Nam phòng cũng chuẩn bị cho cô một bồn tắm dài đầy cánh hoa hồng và sau đó hai người đã ân ái cùng nhau ngay tại nơi đó. Hai má của cô bất giác nóng gian, cứ nghĩ về người đàn ông đó, những cảm xúc thăng hoa dục tình lại ẩn hiện trong tâm trí của cô. Đưa hai tay lên phía trước, Hồng Anh hứng nước và vỗ nhẹ lên mặt của mình. Hồng Anh à, mày đừng có mơ mộng, không được mơ mộng. Hồng Anh thích thú ngồi nghịch nước trong thau, những ngón tay chiều gẹo cánh hoa hồng đỏ thắm, đang lơ đễnh bỗng ngoài ngõ, vọng lại âm thanh của một động cơ ô tô, Chú cún con cất giọng sủa gắt gao. Hồng Anh trột dạ, trốn làng quê yên bình này cũng có nhà sắm được ô tô sao? Cún con vẫn không ngừng sủa, không hiểu bên ngoài có chuyện gì. Hồng Anh mải mê ngâm mình trong bồn nước ấm. Bà ngoại ở trên nhà cầm đèn pin và lật đật bước ra. Ai đấy? Muốn hỏi thăm nhà ai sao? Đèn pha ô tô sáng rực, bước xuống xe là một dáng hình cao lớn. Bà ngoại nhìn như vậy, liền đi giật lùi ra phía sau hai bước Dạ cháu chào bà Cháu là bạn của Hồng Anh à Bạn nào Dạ cháu là bạn đồng nghiệp của cô ấy Bà cho cháu gặp Hồng Anh một lát có được không ạ à? Cậu ở đây Chờ một lát nhé Bà ngoại quay người bước đi Nằm phòng sợ bà từ chối Nên vội vàng chạy theo bà Bà ơi Cháu thật sự là bạn của Hồng Anh Bà có thể cho cháu vào nhà gặp cô ấy có được không ạ à? đã bảo đứng đây chờ một lát rồi tôi đi hỏi xem là có đúng hay không à dạ vâng ạ à. nằm phòng đáp lời về mặt Trương Hừng bà ngoại tuổi cao sức yếu nên đi lại cũng rất chậm chạp bước vào đến cửa phòng tắm bà gõ cửa thật nhẹ Hồng Anh tắm xong chưa con dạ con tắm sắp xong rồi ai vào nhà mình thế bà tắm nhanh đi bên ngoài có một cậu thanh niên tự xưng là bạn của con đấy Nói là có việc muốn gặp con Nghe bà ngoại nói Hồng Anh cảm thấy trột giả Cô đâu có bạn bè Tại sao họ tìm được cô Đến tận đây chứ Thoáng dùng mình Cô cảm thấy sợ hãi Khi suy luận người ngoài đó Chính là Nam Phong Âm thanh động cơ ô tô Khiến cho cô khẳng định như vậy Thêm nữa cuộc sống nơi thành thị Các mối quan hệ xã hội của cô rất ít Gần như là chả có ai Các mối quan hệ bạn bè cũng thu hẹp Bởi vì tính chất công việc nhạy cảm Thời gian gần đây cô chỉ qua lại Với người đàn ông duy nhất Chính là Nam Phong Nếu như là Huy Chắc chắn cậu thanh niên đó không có năng lực Để tìm kiếm cô Biết rõ cả địa chỉ quê nhà Thậm chí nhà bà ngoại ở đâu Anh ta cũng tìm ra được Dẫu suy đoán như vậy Nhưng Hồng Anh vẫn cẩn thận Hỏi lại bà ngoại cho yên tâm Bà ơi là nam hay nữ ạ à? Là nam cao giáo Đẹp trai lắm Câu trả lời của bà ngoại khiến cho Hồng Anh rụng rời chân tay. Đích thị là anh ta rồi, không thể là ai khác. Người đàn ông này, anh ta muốn cái gì ở cô chứ? Tại sao lại không buông tha cho cô? Dạ vâng, con biết rồi. Bà lên nhà nghỉ ngơi, con ra ngay đi ạ. À? Vừa lúc Hồng Anh kịp mặc bộ quần áo ngủ bước ra ngoài, cô hồi hộp muốn biết vị khách ngoài cổng có đúng là Nam Phong hay không. Đi đôi dép lê, Hồng Anh chạy như bay ra sân, Trời về đêm nhiệt độ xuống thấp Tắm xong cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh Nhưng nghĩ đến vị khách đặc biệt Cô tò mò chạy ra Mà quên đi cái cảm giác giá lạnh Đang len lỏi qua lớp vải áo Và ngấm sâu vào da thịt của mình Từ phía xa Thấy bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần Nằm phòng thấy trái tim mình như muốn trụy Rốt cuộc Bao nhiêu cố gắng của anh Cuối cùng cũng được đền đáp Anh tìm được cô ấy Hồng Anh bước đến gần sáng hình của nam phong đứng ngược sáng nhưng nhiều đó thôi cũng đủ để cho cô cảm nhận được người đó chính là anh người đàn ông đó dẫu không có tình cảm gì nhưng cô đã gần gũi với anh ta rất nhiều lần đến mùi hương cơ thể từng nhịp thở giọng nói cô cũng nhớ rất rõ có thể không nhận ra được hay sao vẫn là thái độ bướng bỉnh như mọi khi hồng anh cất lời và hỏi nam phong này anh tìm tôi có việc gì Nam Phong không kiên nhẫn được mà trả lời câu hỏi đó. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô. Chỉ mới có một ngày nhưng anh cảm giác thời gian trôi lâu tựa hồ như cả thế kỷ. Sự lo lắng mong mỏi được ở bên và cảm giác nhớ nhung khiến trái tim của anh cồn cào ra giết. Có lẽ anh đã yêu đã yêu người con gái này mất rồi. Sương đêm lạnh giá từng đợt gió lạnh thổi hắt vào hai cơ thể đang dính lấy nhau. Hồng Anh vùng bằng đầy người Nam Phong ra trong lúc rằng co, cô cảm nhận được rõ nét mùi hương nam tính trên cơ thể của anh. Không chỉ vậy, trái tim trong ngực anh ta cũng đang đập rất mạnh. Bao tử xéo lên những âm thanh ồn ào. Tôi nhớ em. Nằm phòng cùi xuống và thì thầm những lời nói dịu dàng bên tai của cô. Khoảnh khắc này, Hồng Anh nghe con tim mình rung động. Tuy vậy, cô vẫn cố chấp bài xích. Buông tôi ra. Ông bà tôi mà nhìn thấy, không hay ho gì đâu. Tôi không buông. Em có biết tôi đã giải công tìm kiếm em như thế nào không à? Câu nói này thực sự khiến Hồng Anh phải suy nghĩ. Nếu như anh ta không lưu tâm đến cô, thì không thể nào tìm hiểu được quê quán, ngay cả đến nơi xa xôi hẻo lánh như thế này. Cũng cất công tìm ra cho bằng được. Tôi đâu có bắt anh phải làm như thế. Đúng, em không bắt tôi, là tôi tự nguyện. Bởi vì tôi lo cho em, tôi nhớ em. Giọng nói dịu dàng cùng thanh âm ấm áp, phát ra từ bờ môi quyến rũ của Nam Phong, khiến tâm can của cô lay động. Xuất phát từ mặc cảm của bản thân, bao nhiêu ngày qua về công việc tại sàn nhảy, điều kiện gia đình khó khăn, cô luôn đóng cửa trái tim mình, không cho nó có cơ hội rung động trước nam nhân. Có rất nhiều lần vào những khoảnh khắc khác nhau, Nam Phong cố ý nói lên cảm nhận cũng như tâm tư của anh dành cho cô khiến cho cô hiểu anh tuy vậy anh và cô hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn biệt lập người đàn ông ấy từ khi sinh ra đã sống ở trong vạch đích gia đình giàu có học thức cao vẻ ngoài hoàn hảo khiến bất cứ ai cũng phải khao khát và ghen tị còn cô sở hữu vẻ bề ngoài dễ nhìn một chút nhưng cô không may mắn được như anh ta gia đình khó khăn con đường công danh lận đận liên tiếp gặp phải những rắc rối về tài chính Hoàn cảnh đưa đẩy cô vào bước đường cùng, chấp nhận làm việc tại một nơi mà người đời cho rằng mạt hạng và thấp kém. Vì những lẽ đó, Hồng Anh luôn phủ định những gì mình cảm nhận được, cô cho rằng Nam Phong chỉ muốn trêu đùa cô trong thoáng chốc mà thôi. Những lời nói đó không đáng để tin tưởng. Tuy nhiên trải qua nhiều lần tiếp xúc, Hồng Anh không phủ nhận, ngoài sự bá đạo ngang ngược năm lần bài lượt tìm cách để tiếp cận và chiếm hữu thân thể của cô thì anh ta chưa bao giờ làm hại cô cả. Những hành động quan tâm cũng vô cùng cương chiều. Tâm tư dối bời, Hồng Anh như chìm sâu vào những suy nghĩ mơ hồ và không có lối thoát. Cơ thể nhỏ bé vẫn đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Không cần biết Hồng Anh đang suy tư điều gì, lúc này được ôm người con gái ấy trong vòng tay, dỗ mệt mỏi, nhưng gương mặt Nam Phong có đến 10 phần mãn nguyện những âm thanh ồn ào trong bao tử của nam phong lại tiếp tục biểu tình. Hồng anh đẩy người ra và hỏi anh ngay. Anh chưa ăn tối à? Cả ngày nay tôi chưa ăn gì. Tại sao anh không ăn? Để bụng đói như vậy làm sao mà chịu được? Hôm nay tôi bận họp cả ngày, buổi trưa về khách sạn tìm em như không được. Tôi sợ em xảy ra chuyện. Chuyện gì? Anh chỉ giỏi suy diễn. Tôi có đắc tội gì với ai đâu mà xảy ra chuyện được chứ? Nam Phong định giải thích thêm vài câu về lý do anh lo lắng cho sự an nguy của cô. Nhưng nghĩ lại anh thấy hiện tại chưa thích hợp để nói. Nên anh kịp thời giữ im lặng. Em bỏ đi mất, tôi tìm kiếm không được. Chiều nay lại tiếp tục có cuộc họp, nên tôi đã kịp ăn uống gì đâu. Tàn họp là tôi đi tìm em ngay đấy. Em nghĩ là tôi có mệt hay không? Tôi có là gì đâu chứ. Tại sao anh phải hao tổn tâm tư đi tìm kiếm tôi. Đúng vậy, với thế giới ngoài kia, em chả là gì cả, hoàn toàn vô hình. Nhưng trong trái tim và khối óc của tôi, em là cả thế giới. Tôi nghĩ mình đã thích em rồi. Một lời tỏ tình hết sức chân thành, Nam Phong cứ như vậy nhẹ nhàng nói lên những tâm tư dồn nén. Tôi đang mơ đúng không? Hồng Anh bối rối cất lời, những lời tỏ tình yêu thương đó nhẹ nhàng đi sâu vào tâm trí và lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể của cô. Một cảm giác rung động xưa nay chưa từng có, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi. Cô không dám tin rằng bản thân có thể chiếm được tình cảm của người đàn ông sinh ra ở vạch đích này. Mọi thứ cứ như trong chuyện cổ tích. Không phải là mơ, tất cả đều là sự thật. Trước này tôi chưa bao giờ hết lòng yêu thương và mong nhớ một người con gái nào em chính là ngoại lệ đầu tiên của tôi vì em tôi không ngại làm bất cứ một điều gì hồng anh em có thể mở lòng đón nhận tình cảm của tôi được không anh đang khiến cho tôi khó nghĩ em đang nghĩ gì chứ tôi cảm thấy hôm nay anh rất lạ anh có thể thôi không dùng cách nói chuyện này với tôi có được không tôi cảm thấy không quen anh cứ lạnh lùng khó tính như mọi khi tôi lại thấy dễ chịu hơn Tôi chỉ muốn quan tâm em nhiều một chút Như vậy không được sao Chúng ta không hợp Chỗ nào không hợp Em nói đi để tôi sửa Tất cả đều không hợp Em nói sai rồi Chuyện ân ái chúng ta rất hợp Tôi si mê từng hơi thở Từng tiếng nấc của em Cơ thể của em Tôi khao khát vô cùng Anh nói năng bậy bạ cái gì thế hả à? Tôi nghiêm túc Không hề bậy bạ Đó là những khoảnh khắc yêu thương Khiến con người ta cảm thấy lưu luyến và khó quên Tôi trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh em Như vậy Em nói là bậy sao Hồng Anh hoàn toàn đuôi lý Trước lời lẽ của người đàn ông này Trong vòng tay của anh ta Cô thấy mình thật nhỏ bé Bất giác muốn được dựa dẫm và che chở Đúng lúc này bà ngoại trong nhà Nói vọng ra Hồng Anh bên ngoài lạnh lắm Đưa bạn vào nhà đi con Dạ vâng con vào đây ạ à? Hồng Anh quay sang nói với Nam Phong Tôi phải vào nhà Anh đi về đi Sao em lại đuổi tôi về Khuya rồi Anh vào nhà làm gì chứ Nhưng bà ngoại nói Em đưa bạn vào nhà cơ mà Bây giờ em lại đuổi tôi đi Như thế Thật là không công bằng Nhìn dáng vẻ hờn rỗi của Nam Phong Hồng Anh suýt phì cười Lúc này nhìn anh thật giống trẻ con Không công bằng ở đâu chứ Tôi đi tìm em Mệt mỏi như vậy Bây giờ còn chưa ăn gì Thì em nữa, để mặc tôi mà đi vào trong nhà thì anh tìm chỗ nào đó ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Đúng là nhẫn tâm. Thế anh muốn tôi làm gì? Em đưa tôi vào nhà, nấu gì đó cho tôi ăn chứ. Thế tại sao tôi phải làm như thế? Bởi vì em nên tôi mới bị đói. Nhưng đó là anh tự nguyện. Tôi có bắt anh về đây để tìm tôi đâu. Nếu như phải đưa ra sự bình bầu, tôi nghĩ rằng nên đặt em vào danh sách top 1 những sinh vật lạ lùng và nhẫn tâm nhất hành tinh này. Ơ, cái anh này. Tôi đi vào nhà đây. Bên ngoài lạnh quá. Tôi lại thấy đói. Mặc kệ cho Hồng Anh ngơ ngác. Nam Phong dứt khoát tắt động cơ xe và bước vào bên trong. Hồng Anh chạy theo và ngăn cản. Không được. Anh đi về đi. Khuya thế này rồi. Ông bà ngoại tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ. Chào chào ông bà. Nam Phong bước vào trong nhà và tự tin cất lời chào lễ phép. Tôi bảo anh về cơ mà Thế cậu là Ông ngoại đeo kính lão Đang chăm chú đọc báo bên kệ sách Ông ngưng lại và tò mò hỏi Bà ngoại lúc này chen ngang Bạn của Hồng anh đấy ông ạ à. Cháu vào đây chơi Thế đã ăn uống gì chưa Dạ cháu chưa thưa bà Hồng anh con đi nấu gì cho bạn ăn Muộn rồi mà để chốt bụng đói Là không tốt đâu Bà ngoại nhắc nhở Hồng Anh không hiểu sao với người lạ Bà ngoại lại nhiệt tình tiếp đón như vậy. "Dạ thưa bà, cháu ở thành phố về đây, hôm nay muộn quá, bà cho cháu ngủ lại một đêm có được không ạ?" À? Nhìn gương mặt điển trai dễ mến của Nam Phong, bà ngoại không chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay. "Được chứ, từ xa đến đây chơi với ông bà, là ông bà quý rồi, cứ ngủ lại đây, khuya rồi đừng đi ra ngoài nữa, nguy hiểm lắm." Hồng Anh lúc này ngơ ngác nhìn bà ngoại. Cô thật sự bị mất tiếng nói trong nhà. Ông ngoại nghe bảo bạn của Hồng Anh về, cũng hết lòng tin tưởng, tháo kính mắt, ông vui vẻ nói thêm. "Thế nấu cái gì cho bạn ăn đi con?" Nam Phong sung sướng cười thầm trong bụng, nhìn sang Hồng Anh, thấy cô nàng bày ra vẻ mặt bất mãn, Nam Phong vờ nhăn mặt và kêu lên. "Bà ơi cháu đói quá. Cháu chạy xe cả chặng đường dài mà chưa được ăn gì ạ." À? Hồng Anh trừng mắt định đe dọa Nam Phong Không được bày trò Nhưng bà ngoại ở bên Đã kịp thời bênh vực Hồng Anh xuống bếp làm món gì đó cho bà ăn Khuya rồi Chuẩn bị nước cho cậu ấy tắm rửa đi Nhưng mà con Hồng Anh ngập ngừng muốn thoái thác nhiệm vụ Nam Phong thấy như vậy dứt khoát kéo tay cô bước ra ngoài sân Thái độ vô cùng vui vẻ Tốt nhất đi Em nên nghe lời ông bà anh mua chuộc ông bà ngoại tôi từ khi nào thế hả? À? Không có, lần đầu tiên tôi gặp họ. Tại sao có thể nói tôi mua chuộc được chứ? Nhưng nhà hết cơm rồi. Anh ăn mì có được không? Ăn gì cũng được, miễn là em nấu. Tại sao tôi phải nấu cho anh chứ? Em còn phải chuẩn bị nước cho tôi tắm kia kìa. Nam Phong đáp lời với gương mặt dương dương tự đắc. Ngồi xuống chiếc ghế mây, anh thích thú quan sát Hồng Anh làm bếp. Đã lâu không nấu nướng gì, Hồng Anh vụng về làm từng thứ một. Nam Phong thấy như vậy liền hỏi Em có biết nấu ăn không đấy? Cẩn thận không đứt tay bây giờ Lời nói vừa dứt Thì Hồng Anh kêu ré lên Cô bị dao cắt vào tay Tay em chảy máu thật rồi này Nam Phong thốt lên vẻ thương xót Không chút kiêng rẻ Anh đưa bàn tay nhỏ bé của cô lên trước mặt Tìm vị trí bị thương trên ngón tay Và đưa lên miệng mút nhẹ Hồng Anh nhăn nhó Anh làm cái gì thế hả Anh giúp em cầm máu một vết xước nhỏ thôi Không sao đâu Tôi xin lỗi Tại sao anh phải xin lỗi tôi Bởi vì tôi Nên em mới bị đứt tay Tại tôi vụng về Chỉ cần dán băng Ugo là không sao đâu Anh tránh ra để tôi nấu mì Anh có muốn để bụng đó đi ngủ không hả à? Sau này Em sẽ nấu cho tôi ăn thường xuyên Đúng không Tại sao tôi phải làm thế Có phải anh đói quá Nên đầu óc của anh có vấn đề rồi không Tôi rất thích cảm giác này, rất bình yên, được ở bên người con gái mình thích, đặc biệt là cảm giác được em quan tâm. Anh đừng nói linh tinh nữa, ai mà thèm quan tâm anh chứ? Thì em sợ tôi đói bụng, nấu mì cho tôi ăn là quan tâm tôi rồi. Anh nghĩ sẽ thấy hối hận thôi. Vì sao? Bởi vì tôi nấu ăn dở tệ. Miễn là em nấu, tôi không kén đồ ăn. Anh có biết làm không? Nếu đói thì tự đi mà làm đi, ở đấy nói nhiều. Tôi không biết nấu ăn Nấu mì mà không biết à Từ bé nhà tôi có người giúp việc rồi Tôi chưa bao giờ làm bất cứ việc gì cả Thôi được rồi Anh ăn đi Tôi đi chuẩn bị nước cho anh tắm Đặt bát mì lên bàn Hồng Anh nói với Nam Phong Và quay người đi vào phòng tắm Nam Phong nhận xét Cảm giác không giống Anh vừa nói cái gì Cái gì mà không giống Em nấu xong rồi, anh ăn đi Đợi em đi chuẩn bị nước tắm cho anh Nam Phong mỉm cười và đáp lại lời nói của Hồng Anh. Anh đừng có mơ, tôi không dịu dàng được như vậy đâu, với cả tôi không bao giờ nói như vậy với anh. Tôi muốn em dịu dàng như vậy, đừng có suốt ngày bướng bình đến cố chấp chứ. Vì quá đói bụng hay vì thích Hồng Anh, Nam Phong cũng không hiểu rõ, một bát mì cực kỳ đơn giản, vài nhánh rau cải xanh, mấy cây nấm và những sợi mì trắng mịn, Nam Phong ăn ngon lành, thậm chí anh còn thấy ngon miệng gấp ngàn lần những bữa ăn sang trọng và đắt tiền mà mình đã từng ăn, cảm xúc trong anh lúc này lâng lâng đến khó tả. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Mộng Tường Vi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 10 rồi quý vị cũng nhận ra rằng là ngày hôm nay tâm an có một chút à, nghẹt mũi thế nên là À, những câu chuyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày hôm nay à, không được hay không được suôn sẻ cho lắm bởi vậy nên Tâm An hy vọng quý vị thông cảm cho Tâm An nhé ngày mai ngày kia thôi là Tâm An sẽ hết bệnh và có thể gửi tới cho quý vị những câu chuyện được hay hơn và hy vọng rằng quý vị sẽ thông cảm và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An sau khi mà lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện này tình cảm của Nam Phong dành cho cô gái tên là Hồng Anh lại tiếp tục có thêm một bước tiến mới và Tâm An cũng hy vọng rằng cô gái tên Hồng Anh sẽ nhận được hạnh phúc của mình. Sau khi mà lắng nghe xong tập truyện này, Tâm An lại thấy rằng Hồng Anh là một cô gái rất hiếu thảo, yêu thương ông bà và thương bố, thương mẹ của mình. Trong khi người bố của cô ấy mất đi, thì cô ấy cũng ra sức để trả nợ cho mẹ của mình. Đó là một điều mà Tâm An rất là tâm đắc về cô gái này. Hãy cùng chờ xem cô gái này sẽ khiến chúng ta phải ngạc nhiên như thế nào ở tập truyện tiếp theo quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm an, xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.